tăng 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 tăng. Đây hứa vĩ văn nha mọi người nha. Trời ơi, quá xuất sắc. Một tô trái cây bao nhiêu tiền vậy anh Giang? Cái gì? Sao rẻ kỹ? Một tô trái cây như vậy có 35.000 thôi mọi người, nhìn giùm em đi. Ở trong đây không có độn đá luôn nha. Đúng không? Đâu có bỏ đá đâu, hoàn toàn đây là trái cây không luôn mọi người. Mà nó đầy tô vậy mà có 35.000. Có 35.000. Trời ơi. Lấy miếng đá bào. Là ơi quá ít đá luôn phải không? Quá nhiều trái cây phải không? Có 35.000. Ngon không xem lép? Chưa ăn, chào biết. Con mày mày giống con gái mày á, mày quá trời quá đất. Ngon quá mọi người ơi. Nè, trái cây rất là tươi còn nguyên luôn. Chứ không phải là bán trái cây dập như ở ngoài mấy vô cái. Trái cây rất là tươi còn cục cục nguyên nguyên, màu sắc rất là đẹp. Chưa ăn ế thế mẹ luôn. Giờ này có khách đầu bán má chị em đi vòng vòng ủng hộ không. Trời ơi. Rồi hồi qua bển em trả tiền nha. Trời ơi ngon quá mọi người ơi. Tao quýnh mày đó. Ê, tao quay cho tôi quay cái tô trái cây không quay, quay đưa người tao quay trời. Quay cái tô trái cây không quay. Trời ơi, quay cái tô trái cây không quay vậy trời. Trời. Trời ơi, thằng nhỏ cắm đầu xuống dưới quay nhỏ tôi đây không quay tôi. Ngon quá mọi người ơi, em ăn cái mới được. Nãy giờ nói chuyện khát nước á. Quay cho em đi. Ít đá quá. Chương trình là bán cho nhiều đá lên. Bán có tâm quá, trái cây thì nhiều mà đá thì ít. Rồi nước đâu mà nút. Đá không có tan ra nước đâu mà nút. Nút nước anh. Trời ơi, nút nước anh hả? Anh vô anh tắm đi chứ nước này hơi ê nghe. Trời ơi, quá ít đá mọi người ơi, cho có mấy cục đá. Sao bán gì ghẻ vậy? Hay là bán dằn mặt em vậy? Ngon. Ăn nha. Ăn miếng thăng long nè, cho đỏ đỏ, cho may mắn, buôn mai bán đắt nè. Rất là ngon luôn á. Trái cây từ rồi. Giòn cú à. Ok. Ngon quá à. Ăn rồi má ơi. Ủa thấy độ gỡ kìa. Trái đẹp. Trái đẹp đứng trong đây không? Không đâu xa lạ đâu nha mọi người nha. Tôi la làng lên. Trời ơi là trời. Mọi người ghé ủng hộ đi mọi người. Cái gian hàng này là số mấy vậy? Số 8. Gian hàng su su. Ô số 8 hả? Số 8. Rồi ô số 8 kế bên Hứa Vĩ Văn nha mọi người nha. Thơm quá, đồ nướng quá thôi. Coi kìa cái này. Có ướp mật ong hay gì mà trong cái cánh gà nó thơm mà nó sánh cái màu vàng xuất sắc. Trời ơi thơm quá chị ơi. Thơm quá. Cái này mà chỉ cần có em hai chai bia nữa với một anh trai đẹp nữa là em lôi vô em quậm luôn đó. Chị cho em cái anh áo trắng đi. Một cái order cho em luôn nha. Ừ. Thôi anh ra không khỏi thôi được. Em quậm anh nè. Thơm. Đứng cái bên này thơm quá. Cái quầy này bán cái gì mà trắng phiếu vậy? Quầy mình bán mì Ý với lại. Bán mì Ý mà giờ này trắng phiếu hả? Bây giờ hai anh leo lên đây ngồi em mua. Cái gì đâu mà bán vô này mà trắng phiếu hết rồi. Giờ hai anh ngồi trên đây đi em mua hai anh được không? Chứ bây giờ đâu có gì đâu mua, chẳng lẽ em mua cuốn sổ. Thánh nào ngồi nói chơi thôi chứ này bán mì Ý spaghetti nha mọi người. Với lại gì nữa nãy em thấy hai ba thứ. Bánh lăng nè, bánh tráng trộn hả? Bánh tráng trộn à, bánh tráng mà trong bịch. Đó là mọi người có thể mua đem ra sân khấu ngồi ăn, rất là dễ luôn. Có mì Ý nè, có mì cuốn, có bánh lăng. Mọi người ghé qua đây nha quý vị nha. Đây là một cái gian hàng này là 4 ô, bên kia thì hình như là bên chỗ em thì 5 ô, bên đây 4 ô. Nói chung là đồ ăn coi rất là rẻ. Đặc biệt bên kia bóng lộ không, bên đây là trai đẹp không. Tại sao lại chia ra như vậy? Lẽ ra là anh phải qua bên bển, anh vô cái ô kế bên em. Em cho cái con Donna đó nó đi qua đây, em mới có tinh thần em bán. Anh sợ em hả? Ngại không tính rồi. Anh ngại hả? Trời ơi, anh phải đứng kế bên em. Anh bán không được thì em vui vẻ. Em làm cho anh vui anh bán được. Anh hiểu không? Trời ơi, anh ngại quá anh không nói được luôn. Cái gì ở bên mình nó bán mì Ý rồi này kia. Cái gì mọi người tới ủng hộ thì ở đây rất là vui đó. Vui lắm phải không? Nhà bây giờ bán nay, chưa? Bên đây là chưa, hôm nay là chưa bán, hôm nay là bắt đầu ngày mai là bán. Ngày mai mới bán hả? Đúng rồi, tại vì hôm nay nó nội đang làm nội thất đó. Đó, thì bữa nay em cũng vậy đó, còn luôn nhìn nó sạch sẽ xuống. Hôm nay em bị lu bu đó. Có đủ rồi hả? Đây là quầy số 9. Thì tổng cộng số điện thoại của anh cho em đừng đọc lên đây.
Anh với anh đó là cái gì của nhau? Bạn đúng không? Cái cổ anh bị gì vậy? Anh bị chó ma cắn. Đưa đây em là con chó thiệt nè, em cắn anh cho. Trời ơi là trời. Anh phải để em cắn thêm bên nữa thì nó mới mất cái dấu bên đây. Chó ma nó cắn là nó chạy nọc. Thiệt nên em vô em cắn anh nha. Được không anh? Em vô em cắn anh nha. Thiệt anh phải cho em cắn bên đây nè, hiểu không? Trời ơi. Cho nó đều đúng không? Cho nó đều đúng không? Trời ơi em cắn. Thấy ghét quá trời luôn. Rồi chúc mấy anh bán đắt nha. Ngày mai bán không? Vui vẻ nha. C đá giò lên. Ờ anh lấy anh lễ đi em tính tiền. Nãy giờ trúng lô tô chưa? Mới lại luôn hả? Lợi gì mà sớm vậy trời? Lợi gì mà người ta muốn tàn cuộc không vậy? Thanh cua không? Cái gì? Thanh cua. Cái này mayonnaise, cái này chả cốm ngon nè. Cái này phô mai que, cái này tôm phô mai sữa tươi chiên giòn. Cái nào? Cái này ngon nè, không có số 7 đâu. Thiệt, không có số 7. Rồi, cái này anh muốn chiên thường hay chiên nước mắm? Chiên thường, phải không? Để em tính cho. 4 nè, 6 nè, 6 dưới này 3 nè, 9 nè, 10, 100 ngàn chẳng. Ngọc Nhi ơi, giờ biết sao rồi. Chảy máu da. Cảm ơn à. Chảy nước miếng này kìa. Thiệt không? Đem hung thử. Chảy nước miếng, chảy ướt cái hũ chì luôn á. Thì ướt hũ cho em thay cho cái mới. Em lấy cái này em chậm rồi. Mày ghét dễ sợ gần đây hả anh? Anh làm đây hả? Mốt ngủ chai vô đông đông vô. Vui. Nguyên bày luôn hả? Có ai đẹp trai chưa có một người yêu không? Anh hả? Được không? Đẹp trai không thấy gì. Được, nói chung cỡ anh là vô em là vừa rồi đó. Thôi giờ hai đứa mình một túp liều chanh hai quả tim vàng được không? Một trái ơi. Là làm sao? Một trái tim vàng ơi. Một trái tim vàng thôi hả? Thôi giờ nút lưỡi cái làm kỷ niệm đi rồi mai nói chuyện tiếp. Cái ghét dễ sợ. Rồi đây thứ nhất. Như ngoại chắc muốn hết rồi đó, thấy sổ nhanh quá trời kìa. Không ngại được xá xa xôi. Đúng rồi, đông người ra đây bán. Xin với hàng bán này. Trong giây phút chia ly, nghe từ xa vọng về. Em lé que cho. Em bưng mấy rau cho bán luôn. Ok, anh bưng đi, hồi anh đem tiền về cho em là được rồi. Tôi không chi cho bạn. Nè. Ra ngoài ăn đi, hồi em ra hường.